Miễu Bà Chúa Xứ thành phố Ngã Bảy, đây là nơi tôn nghiêm linh thiêng. Thì hôm nay Dương Hậu cũng đến thăm cô Tư, thì cô cũng mang bệnh u nang lâu năm. Thì chương đài có hỗ trợ cho người già neo đơn bệnh tật khó khăn, mỗi một người như vậy là được 750 ngàn. Thì Dương Hậu qua đây, đây là Miễu Bà Chúa Xứ thành phố Ngã Bảy, đây là nơi tôn nghiêm và linh thiêng, mong bà độ cho các nhỏ tâm trong và ngoài nước được nhiều sức khỏe và độ cho gia đình chương đài được may mắn và công việc luôn thuận lợi. Thưa cô, đây Dương Hậu trao 750 ngàn cho cô ha. Cô bệnh gì thì cô nói đi thì. Dạ, trước tiên thì cảm ơn từ thiện mà Dương Hậu. Dạ. Đã hôm nay khổ mà giúp đỡ cho chúng tôi, và bước thứ hai cảm ơn gia đình của chương đài. Dạ. Dạ. Đây là cô bệnh nhân sư u nang. Dạ. Bây giờ chừng chút là không kịp rồi, nó xấu rồi trong. Dạ thôi được rồi. Dạ nó xấu rồi. Dạ thôi cô mua thuốc uống đi ha. Dạ thì chú Dương Hậu nó không biết sao còn tới gì vậy. Dạ. Cái mới nói thiệt 7 năm rồi. Dạ. Dạ không có biết đi trị bệnh sao hết trơn, bây giờ nó quá sức rồi, bây giờ tại nó sống ngày nào hay ngày đó. Dạ. Các cô chương chức thì mua thuốc uống và hôm qua đến cây giúp đỉnh để mình dâng lên là mình vui vẻ, mình nhớ ơn cô chú. Dạ. Cảm ơn gia đình chương đài, cảm ơn. Dạ. Tiếp nữa là nói cô Tư. Dạ, Dương Hậu cũng xin cảm ơn chương đài hỗ trợ 750 ngàn cho cô Tư. Đây là việc làm công đức ngàn lượng, chúc cho chương đài luôn khỏe và trẻ sống lâu trăm tuổi. Xin cảm ơn em. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.